Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và Sài Gòn hôm nay là chiều thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là công viên Khánh Hội. Công viên Khánh Hội ngày nay được làm lại cái bồn nước nè, đài phun nước. Cái hạng mục này được khánh thành vào tháng 8 năm 2019, tức là gần Tết năm rồi đó ha. Và chúng ta thấy ở đây có một cái kiểu phun nước cũng rất là đẹp, cũng giống như là ở mà bến Bạch Đằng ngày nay vậy đó. Và chúng ta đang ở đây là cái con đường số 48, đường 48 song song với đường Khánh Hội. Theo hướng này là chúng ta sẽ đi về bến Vân Đồn, hướng của bến Vân Đồn ha. Và phía bên kia đó là đường Khánh Hội, rồi khu chùa Giác Nguyên phía bên kia đường. Và bên cánh phải của chúng ta đó là hình ảnh của một công viên rất là lớn, rất là đẹp. Nó được mệnh danh là lá phổi xanh của quận 4 đó. Ở công viên Khánh Hội này có diện tích khoảng 22 hectare. Bên trong rất là lớn, rất là rộng và rất là đẹp nữa. Cây cối rất là mát mẻ. Buổi chiều thì có người dân ở đây ra đây tập thể dục nè. Các chị bạn thấy nè, ở đây có sân banh, có trò chơi cho con nít, rồi có chỗ để người dân ở đây đi tản bộ dạo mát, không mát vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Một cái không khí nói chung rất là yên bình ở vùng đất Sài Gòn quận 4. Và ngày xưa quận 4 được mệnh danh là cái nôi của những tay anh chị, những giang hồ cộm cán, đặc biệt là hẻm 148 Tôn Đản. Nhưng mà ngày hôm nay thì được ở đây được mệnh danh là cái lá phổi luôn, lá phổi của quận 4, cũng một phần của Sài Gòn luôn. Vì cây xanh ở Sài Gòn hiện nay rất là ít, rất là nhỏ. Tại vì có một vài hạng mục thì để thay đổi cho cái kiến trúc cũng như cái tiện nghi cũng cái hạ tầng của Sài Gòn, thì như đường Tôn Đức Thắng thì những hàng cây lớn đã được thay đổi để làm cái tuyến tàu metro, tàu điện ngầm. Phía bên cánh trái anh chị và bạn đó là dãy nhà của đường 48 và ở đây có quán cà phê Relax. Phía sau quán cà phê Relax này có một cái hãng, có một cái tiệm bánh cũng rất là nổi tiếng, đó là Tolajua. Tolajua thương hiệu rất là nổi tiếng ở mặt tiền đường Khánh Hội. Và chiều hôm nay chúng ta cùng nhau đi về một cái khu xóm nữa, đó là xóm Tôn Đản quận 4. Thể theo lời yêu cầu của anh chị muốn nhìn lại cái công viên Khánh Hội, đài phun nước, quán cà phê Relax và số nhà 95 Tôn Đản. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ đây và đi thẳng hướng này. Mình sẽ đi về cầu Kênh Tẻ. Nhưng mình không có lên cầu Kênh Tẻ, mình sẽ quẹo trái con đường Tôn Thất Thuyết. Và đi tới tí nữa thì sẽ có giao lộ Tôn Đản. Và bây giờ hơn 5 giờ rưỡi chiều ở con đường 48 này, một bên là rất là nhiều quán nhậu với lại quán cà phê, còn một bên là khu vực công viên Khánh Hội đó. Khu vực công viên Khánh Hội rất là lớn, ở trong đó có khu vui chơi con nít, với lại đặc biệt ở đó có một cái bãi xe ô tô, bãi xe máy để người dân ở đây có đi đâu thì mình chạy xe qua đây, mình gửi xe rồi mình đi tản bộ lòng vòng ở khu vực này. Rất là lớn luôn ha. Những dãy nhà ở đây vẫn còn trống nè, dãy đất trống ở mặt đường 48 nè. Và ở đây là phía sau dãy nhà mặt tiền đường Khánh Hội. Một buổi chiều chúng ta nhìn ngắm lại hình ảnh của Sài Gòn, giống như là nhớ lại những kỷ niệm, mà những ký ức mà năm nào chúng ta còn ở Sài Gòn vào những buổi chiều thế này.
mình thường đi tản bộ ở những công viên, ở những nơi trống trải, những vỉa hè rất đẹp của quận Tư, và phía trước nó là hình ảnh của chung cư. Ở trên trục đường số 1, rồi chúng ta sẽ quẹo trái ra con đường Khánh Hội, rồi mình sẽ quẹo phải ha, ngay khu vực này là chung cư Tôn Thất Thuyết đó. Các anh nhìn thấy cái chung cư Tôn Thất Thuyết ngày nay nè. Không biết có anh chị và các bạn nào ở chung cư Tôn Thất Thuyết không? Chung cư này cũng rất là lâu rồi, cũng rất là xuống cấp rồi, nhưng mà vì ở đó lâu rồi nên thành ra cũng quen. Chừng nào có dự án di dời giải tỏa rồi tính ha. Chứ ở Sài Gòn tất đất tất vàng, không phải muốn đi đâu là đi. Bây giờ tuy là ngày xưa vùng đất này nó nổi tiếng, nhưng mà ngày nay thì rất là có giá rồi, không thua gì quận nhất đâu ha. Đó, theo thẳng hướng này là mình sẽ đi lên cầu nè, rồi cặp bên hông chúng ta có cái đường đi ra đường Tôn Thất Thuyết. Ngày xưa con đường Tôn Đản rất là gần với những bến tàu, bến cảng, rồi gần với kênh rạch, gần với trung tâm Sài Gòn, nên thành ra rất là thuận tiện để mạng lưới, nói chung là mạng lưới giang hồ hoạt động. Nhưng mà ngày nay thì nói chung quận Tư cũng không còn những hình ảnh của ngày xưa về những cái tệ nạn rồi. Ngày nay nói chung sự văn minh nó đã hồi sinh. Chúng ta thấy những hình ảnh ở dưới gầm cầu Kinh Tẻ đó. Ở Việt Nam người ta hay nói không có nhà ở ra gầm cầu ở, đó là gầm cầu như thế này nè. Nhưng mà ngày nay thì nói chung những gầm cầu cũng được sạch sẽ rồi, không có như ngày xưa. Ngày xưa u tối lắm. Ở đây con đường Tôn Thất Thuyết, nếu mình đi quẹo phải con đường Tôn Thất Thuyết này, chúng ta sẽ đi đến khu một cái cù lao bị lãng quên theo lời của anh Sunny Đoàn. Hôm bữa anh Sunny Đoàn có đi vào khu xóm cù lao, và lúc trước em cũng có chạy vào cái hẻm ở trong đó, xóm nhà sàn ngay khu vực cầu Nguyễn Kiệu đó anh chị. Có rất nhiều cô chú anh chị cũng ở khu vực đó và ngày nay đã đi một nơi khác, muốn nhìn lại. Thì em có những cái clip mà ngày xưa hay đi vào đó, ngay chợ Cầu Dừa, rồi xóm làm gốm, những khu xóm ở cầu Nguyễn Kiều. Rồi tiếp tục ha, chúng ta sẽ quẹo bên trái, theo dòng xe chúng ta sẽ đi về khu vực Tôn Đản. Và cuối con đường này đó chính là cầu Tân Thuận, cũng là con đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Nhưng mà chúng ta sẽ không có đi đến cuối đường ha. Mình sẽ quẹo trái con đường Tôn Đản, nơi đây có ngã ba Tôn Đản, để mình nhìn lại căn nhà số 95 mà anh chị đã có một thời gian gắn bó ở khu vực này. Ngày xưa rất là nhiều bến, chợ nữa, chợ Bến Đò, chợ Đò Long Kỷ. Đó, có thấy ở đây có trái cây đều quá trời. Nhìn thấy trái cây bán ở lại đường thì em lại liên tưởng đến những hình ảnh ở quê nhà. Những cái loại trái cây ngày nay nói chung là cũng không còn xanh tươi nữa. Tại vì cái đợt hạn mặn, nước mặn năm nay rất là kéo dài. Nên thành ra cây cối, những cái đặc sản như là sầu riêng, chôm chôm, nói chung là nó kiệt quệ luôn. Những cái cây hầu như là nó từ chết tới bị thương. Nên xứ sở sầu riêng, vườn trái cây ngày nay sắp bị, nói chung là chúng ta sắp nói lời chia tay luôn đó. Rất là buồn cho những người nông dân, những nhà vườn làm ăn cái gì cũng có sự khó khăn hết ha. Và phía bên cánh trái anh chị và các bạn đó là
con đường Tôn Đản, và đi thẳng nữa mình sẽ đi đến cầu Tân Thuận đó. Ngay đây cũng có một cái chợ, chợ nhỏ, chợ Ngã Ba đó, hình ảnh của chợ Ngã Ba ở đường Tôn Thất Thuyết nè, rất là lâu rồi, và những hình ảnh rất là thương. Việt Nam giàu thì cũng có giàu, mà nghèo thì cũng có nghèo. Nói chung một hình ảnh giàu sơ sát đó, có khu thì giàu dữ lắm mà có khu thì cũng sơ sát, sơ sát giàu. Đó, và chúng ta sẽ quẹo trái ha, con đường Tôn Đản, để mình nhìn lại căn nhà số 95 Tôn Đản. Con đường Tôn Đản thì em cũng quay rất là nhiều video clip gửi anh chị rồi, và cũng có rất nhiều con hẻm, hẻm 307, hẻm 266. Rồi hôm nay chúng ta lại tiếp tục nhìn lại con đường Tôn Đản, và mình nhìn lại số nhà số 95. Thì số nhà số 95 sẽ nằm bên tay phải. Bây giờ là số 359 rồi. Hy vọng là số nhà sẽ không có thay đổi so với ngày xưa. Có rất nhiều anh chị và các bạn xa Sài Gòn, xa quê, vì một lý do gì đó về sức khỏe, cũng kinh tế và dịch bệnh, nói chung nhiều nhiều lý do lắm, nên thành ra chúng ta chưa có kịp về Sài Gòn. Thì hôm nay hy vọng thông qua video clip cũng hy vọng sẽ gửi Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn. Một cái chút thương, chút nhớ, chút nắng của Sài Gòn, chút ấm áp của Sài Gòn gửi đến những đất nước xa xôi lạnh lẽo như là Canada hay là châu Mỹ, châu Úc. Không biết mùa này dịch bệnh ở khu vực anh chị và các bạn như thế nào. Còn ở Việt Nam nói chung là nhà nước vẫn chưa tuyên bố là hết dịch, nhưng mà mình tập trung kinh tế, nhưng mà vẫn phải đề phòng dịch bệnh. Cũng hy vọng là cái dịch bệnh này nó sớm đi qua, và thế giới sớm có thuốc để chúng ta tự do đi lại. Và con đường Tôn Đản này là một trong những con đường trọng điểm của quận Tư, vùng đất ngày xưa gọi là vùng đất giữ, nhưng mà ngày nay thì nói chung cũng không có giữ. Chúng ta tới đây là số 249 rồi. Nói chung có rất nhiều cái comment của anh chị, cũng có rất nhiều cái địa điểm trên mỗi con đường đó, nhưng mà nhiều khi em có sót đó. Anh chị thì comment trước, comment sau, rồi em thuận tiện thì em chia sẻ, nhưng mà bất thình lình chia sẻ nhiều khi có địa chỉ này đúng, nhiều khi địa chỉ kia sai, hoặc là thiếu sót địa chỉ nào đó. Nếu mà em có thiếu sót, mong anh chị và các bạn nhắc lại giùm ha. Bên cánh trái chúng ta, em hay đi vào hẻm này nè, hẻm 242 Tôn Đản nè. Và đây có một bãi đất rất là rộng, trong đó cũng có nhiều quán, quán ốc, rồi quán lũ dê. Hẻm ở quận Tư thì hẻm nhỏ nhỏ không à, và đa phần là ngày xưa là những kênh rạch. Qua đây thì em lại nhớ chú Giàu, chú Sang. Có những video clip em đi vòng vòng để tìm lại hình ảnh của chú Giàu, bạn chú Sang, nhưng mà cũng có thông tin, nhưng mà khi đợi khi chú Sang về đi ha, chú Sang về rồi, chú Sáng về đi rồi, chú cháu mình sẽ tản bộ đi dạo tìm cho nó dễ hơn. Nói chung là cũng có thông tin ở địa chỉ ở ở ngoài của chú Giàu rồi đó, nhưng mà em không có tiện để trong clip ha, vì sự cá nhân, sự riêng tư, nên thành ra thôi khi nào mình về đi rồi tính. Rồi ở bên cánh trái người ta đó là 224 Tôn Đản. 224 mình sẽ đi tới một tí nữa. Bên cánh phải là số 189, số lùi đó ha.
và Sài Gòn cũng sập tối rồi, và các hàng quán ở quận 4 bắt đầu dọn ra, như là ốc, rồi bánh canh bột gạo, bánh canh cua đồng ở hai bên đường rất là nhiều, rất là nhiều, thậm chí ở trong những con hẻm đó, là cố định lẫn di động đó, như anh này đang bán ốc nè. Anh đi vòng vòng cái xe có cái bình ga, ở trên xe nó có những cái rổ ốc đầy đủ tất cả các loại ốc, ốc đắng, ốc gạo, ốc mỡ, rau muống, xào tỏi, đủ các món ăn chơi hết. Đối với những anh chị và các bạn thích ăn vặt ở các món ở Sài Gòn thì chúng ta đi qua quận 4 nếu mình không ngại ha. Đối với những anh chị sinh ra và lớn lên ở vùng đất quận 4 này thì chắc lẽ không có gì xa lạ với những hàng quán này. Và nếu mà chúng ta xa khu vực này, xa quê nhà rất là lâu rồi, từ nhỏ luôn thì nói chung những món ăn này có lẽ mình không thích hợp, tại vì những ký ức đó đã lãng quên, với lại thời gian rất là lâu chúng ta không ăn món Việt Nam thì bất thình lình mình ăn thì sẽ nói chung có những cái triệu chứng mình cảm thấy khó chịu, hoặc là do mình không có thích nghi thức ăn, do mình ăn một cách đột ngột. Và hôm nay tới số 95 rồi nè, chúng ta sẽ hoành lại nha, chạy lố rồi. Số nhà 95 nằm bên tay phải và ngay đầu hẻm. Em theo vòng lại để anh chị em xem nha. Do mình chạy bên đây đường thì mình thấy không rõ, phải qua bên kia đường để mình nhìn một cách tổng quát hình ảnh của ngôi nhà số 95 đó, ngay hớt tóc ngọc sang, tóc ngọc sang, ngôi nhà rất là lâu rồi nè, kiểu dáng cũng rất là xưa, và mặt tiền thì đang cho thuê làm tóc. Do đứng trước cửa nhà người ta nên thành ra không có tiện đứng lâu ha. Hy vọng cô chú anh chị mình cũng nhìn ra được cái hình ảnh của ngôi nhà xưa của mình. Và mình nhìn lại một lần nữa rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Cái biển hiệu đen đen nè, ngọc sang nè. Mình nhìn xéo xéo nè. Nhà có một lầu và ở trên là mái tôn. Có lẽ ngày xưa ở trên là sân thượng đó, nhưng mà sau này mình tận dụng cái mặt bằng nên thành ra người ta che mái tôn để làm thêm một cái phần nữa để ở. Cạnh bên nhà có cái hẻm, và trong cái hẻm đó có một cái tiệm internet. Do tối quá nên ra em đi vô hẻm sợ anh chị và bạn nhìn không rõ ha. Nói chung sẽ còn rất nhiều dịp mà em sẽ quay lại quận 4 này. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là giao lộ Tôn Đản với lại Vĩnh Khánh. Và đi thẳng con đường Vĩnh Khánh này chúng ta sẽ đi ra Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn. Và con đường Vĩnh Khánh ngày hôm nay bán rất là nhiều ốc, các món nhậu, món ăn chơi ở quận 4, món ăn vặt. Và hôm qua cô Mai tưởng đâu là con sẽ đi thẳng con đường Tôn Đản đi ra Trịnh Minh Thế cũng như Nguyễn Tất Thành, nhưng mà quẹo bên kia, thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi thẳng con đường Tôn Đản này để nhìn rõ hơn hình ảnh con đường Tôn Đản, với lại một hình ảnh của bến cảng và con đường Nguyễn Tất Thành cũng như Trịnh Minh Thế. Và chúng ta vừa giao qua cái giao lộ Tôn Đản với lại Đoàn Văn Bơ. Đoàn Văn Bơ nói dài, bên cánh phải là chợ Cầu Cống. Nói chung rất là nhiều luôn. Trời ơi, nói mà không kịp, hình ảnh nó trôi qua luôn. Ở đây chúng ta nhìn thấy những hình ảnh của những ngôi nhà vẫn như ngày nào, và phía sau nó là một cái building. Dần dần ở Sài Gòn sẽ mọc lên rất nhiều building, mặc dù
những building này so với ở các nước phương Tây thì chuyện bình thường đó. Tại vì đất nước phát triển thì phải có building, nhưng mà Việt Nam mình đang phát triển thôi. Thì những building này đang mọc lên mỗi ngày. Ngày xưa thì ở nhà ở nhà phố quen rồi. Đó, chúng ta ra đây là con đường Nguyễn Tất Thành, cũng là Trịnh Minh Thế. Đi thẳng thì mình sẽ ra cầu Tân Thuận. Do cái ngã ba đó mình không được quẹo trái, với lại cũng không có được qua bên kia đường, nên thành ra ở đây là con đường duy nhất để tới cuối đường mình quay trở lại, đi qua cầu Khánh Hội, phải đi về quận nhất. Bên cánh trái anh chị và các bạn, đó là nhà máy đường Khánh Hội. Một hình ảnh của một nhà máy rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ hình như là thành cái xưởng gì rồi đó, chứ không phải là công ty đường nữa. Thì còn bây giờ như là gần 6 giờ rồi. Ngày mai là chủ nhật, thời gian trôi qua thật là, và tuần sau nữa là hết tháng 6 rồi, rất là nhanh ha. Những cái video clip về đường phố này hình như nói chung cũng ít các anh chị và các bạn quan tâm, tại vì nó cũng không phải là nội dung gì hay cho lắm, cũng bình thường, nó chạy xe đi vòng vòng, nó nói ai cũng có thể làm được, nên thành ra những cái view, cái lượng người xem không có nhiều, nên thành ra những cái hình ảnh này chỉ là gửi anh chị và các bạn, tình cảm gửi anh chị và các bạn đến quan tâm đến Sài Gòn, và coi như Vinh Lâm TV gửi tấm lòng của mình để thể thể hiện sự cảm ơn đến với tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ và xuyên suốt trong cũng hơn 2 năm rồi đó ha. Hơn 2 năm. Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau ở khung giờ 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Và có lẽ múi giờ sẽ chênh lệch chút xíu, nhưng mà tình cảm chúng ta thì không có chênh lệch ha. Có rất nhiều anh chị cũng ở các tỉnh khác. Ngày nay, ngày xưa có những có sống một thời gian sống ở Sài Gòn, nhưng sau đó muốn về quê ở cho nó yên bình, thì cũng muốn nhìn lại những hình ảnh của Sài Gòn. Nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Chắc video clip ở con đường Nguyễn Tất Thành này, đến đây chúng ta sẽ nói lời chia tay, tạm dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo. Cũng sắp tới cuối đường rồi, ngay giao lộ Nguyễn Thần Hiến với lại Tôn Thất Thuyết. Buổi chiều này thì do mình đi cũng hơi trễ, nên ra với lại thứ bảy này ra không có nhiều xe, không có nhiều công nhân, nhưng mà so với ở các nước khác thì có lẽ bao nhiêu đây cũng là nhiều rồi ha. Bình thường bao nhiêu đây so với mỗi ngày thường chỉ là khoảng một phần ba thôi, 1/3 lượng xe mỗi ngày, do bữa nay là cuối tuần á nên ít. Mình thẳng hướng này đi qua cầu Tân Thuận 2, cầu Tân Thuận mới. Ở đây qua đường là phải tuốt ở dưới kia luôn á, hoành lại vòng dưới chân cầu luôn mới qua đường được.
Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye các anh chị và các bạn.